Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một cuốn sách rất là không nổi tiếng, đó là cuốn sách Đất và Phân bón của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội. Cuốn sách này thì hiện nay là giáo trình và tài liệu tham khảo của rất nhiều các bạn sinh viên của trường Đại học Quốc gia và các trường nông nghiệp. Cuốn sách này nêu bật lên một trong năm vấn đề quan trọng mấu chốt của một nền nông nghiệp, trong đó có đất, nước, rồi phân, rồi thì giống, rồi thì công nghệ, vân 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 vân. Thì cuốn sách này, tại sao chúng tôi lại đề cập đến cuốn sách này? Bởi vì thứ nhất là đất và rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Mỗi chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi chết đi thì đều sống nhờ vào đất, gắn liền với đất và lợi dụng đất để mà tồn tại. Thế nhưng rất ít người trong số chúng ta, rất ít các bạn trong số chúng ta lại quan tâm đến và tìm hiểu đến cái đất mà chúng ta đang sống nhờ vào đó. Và rất ít người trả lời được chính xác những câu hỏi đất do đâu mà có, đất hình thành và phát triển như thế nào, và tại sao trong thiên nhiên lại có nhiều loại đất khác nhau đến như vậy. Đất thì màu đỏ, đất thì màu đen, đất thì màu vàng và đất thì màu trắng. Loại đất thì phì nhiêu mà loại đất thì rất bạc màu. Tại sao lại như vậy? Nhưng mà nếu chúng ta đã tìm hiểu được và đã nắm bắt được về bản chất của đất, phân bón như vậy, thì chúng ta phải trả lời câu hỏi thứ tư quan trọng nhất, đó là làm thế nào để lựa chọn được cái loại đất màu mỡ nhất, làm thế nào để sản xuất được cái loại đất phù hợp nhất với từng loại cây trồng để phát triển một nền nông nghiệp bền vững và năng suất cao cho đất nước chúng ta. Thì cái câu hỏi đó tôi nghĩ rằng đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng còn chưa thể trả lời được. Thì tuy nhiên, trong giới hạn của cái đoạn video clip ngày hôm nay, chúng tôi chỉ giới thiệu qua về nội dung của cuốn sách để giúp các bạn và bà con nông dân có thể mua về rồi thì đọc kỹ và tìm hiểu cuốn sách này. Trước hết thì là cuốn sách được chia làm hai phần lớn, đó là một phần nói về đất và một phần nói về phân bón. Tất nhiên rồi, vì cuốn sách mang tên là như vậy. Thế thì trước hết là để đối với cái phần nói về đất thì chúng ta phải định nghĩa, phải khu biệt thế nào là đất. Khu biệt cái khái niệm này so với rất là nhiều khái niệm khác, với nhiều định nghĩa khác. Và các cái thành phần của đất, rồi các kết cấu của đất, vân vân. Đúng không? Ở đây là chúng ta nói đến cái thành phần cơ giới, đây là một số cái từ khoa học mà các bạn thì không cần phải quan tâm, bởi vì từ khoa học thì nó cũng chỉ là đi từ đời sống mà lên thôi. Đúng không? Rồi thì có bốn yếu tố mà luôn luôn kết hợp với đất, nếu không thì sẽ không thể tạo thành đất, đó là gì? Nước ở trong đất, nhiệt ở trong đất, và chất dinh dưỡng ở trong đất, và không khí ở trong đất. Đó là bốn yếu tố cấu thành, mặc dù là yếu tố ngoại lai nhưng mà lại là yếu tố rất quan trọng để cấu thành đất, hay còn gọi là đất trồng. Ở đây chúng ta chỉ nói về đất trồng thôi chứ không phải nói về đất xây dựng gì cả, đúng không? Và trong cái phần đất này, sau khi chúng ta nói về bốn cái phần đó, đúng không ạ? Về phần nhiệt, về phần nước ở trong đất, rồi về phần không khí ở trong đất và thành phần dinh dưỡng ở trong đất. Tất nhiên là cấu tạo hóa học và cấu tạo vật lý của đất thì ở trong cái phần khái niệm về đất thì chúng ta sẽ nói. Thế nhưng mà chúng ta lại còn nói thêm là về tính keo của đất. Đấy, và các phản ứng của đất. Từ cái tính chất vật lý của đất, chúng ta sẽ đi ra sẽ có được cái phản ứng vật lý của đất mỗi khi mà chịu tác động các yếu tố môi trường khác nhau, ví dụ như nhiệt độ, mưa, rồi tính sự phong hóa, bão tố, rồi ngâm nước, ngập mặn, vân vân vân. Đấy thì đó là, mặc dù cuốn sách này rất là dày như vậy, đúng không ạ? Và các cái phần thì trông có vẻ lằng nhằng như vậy, nhưng mà chúng ta tiêu chung lại thì chỉ có nói đến khoảng 5 cái thành phần chính như vậy, và rồi thì là những cái sự tương tác giữa các thành phần đấy với nhau mà thôi. Thì ở đây thì cái mục về phân bón là phần 2 rất là lớn, thì chúng ta sẽ nói về vai trò của phân bón trong ngành nông nghiệp. Tất nhiên rồi, chúng ta phải nói tại sao phân bón là quan trọng. Đương nhiên phân bón là quan trọng rồi, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng đất, cho dù màu mỡ đến đâu thì dần dần đất cũng sẽ bạc màu, do là cây hút hết cái chất dinh dưỡng đi. Thì đương nhiên chúng ta không thể lại đem đến chỗ khác để trồng được, bởi vì chúng ta không có nhiều đất đến như vậy, và chúng ta buộc phải gì, tạo ra các loại phân bón để bón bổ sung chất dinh dưỡng cho cái phần mà cây đã hút đi. Và như vậy thì đó chính là vai trò quan trọng nhất của phân bón, đúng không? Tức là đi bổ sung
chất dinh dưỡng cho đất mà thôi. Và ở trong cái phần rất là lớn này về phân bón thì chúng ta sẽ nói về sự phân biệt, nói chúng ta phân biệt giữa phân hóa học và phân hữu cơ. Và một phần rất là to ở trong này nữa mà chúng ta rất ít để ý đó là chính là vai trò của vôi đối với cả hai loại phân bón này. Đấy. Và chúng ta cũng nói đến cái độ phì nhiêu là thế nào và làm sao để duy trì độ phì nhiêu, rồi từ cái độ phì nhiêu đó chúng ta sẽ có kế hoạch bón phân như thế nào, rồi cái quan trọng nhất đó là gì, đó là các cái định luật sử dụng phân bón, và sử dụng phân bón là có định luật đấy.